cắt cha ra 1, 2, 3, 4 biểu hiện cho tứ đại, địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, là mang tất cả cái phụ âm của từ mẫu phản ngữ, số cánh hoa và chủng tự tăng dần 4, 6, 10, 12, có nghĩa là sự phân biệt càng ngày càng tăng, càng rung động, không tăng nhịp và trình độ hoạt động cũng tăng như là đặc tính của đại. Do đó, và mắt tâm trí, trí thức cũng tăng theo, làm cho trí tuệ càng ngày càng tăng. Cái cha ra thứ bảy đứng ra phải gọi là hoa sen ngàn cánh với ngàn chủng tử, nghĩa là tất cả các mọi cách phát từ có thể làm cho chúng ta vào được cái trí tuệ hiện hữu của cuộc đời. Phải để ý rằng Saharaya không còn là tầm thức thân thể nữa, rằng nó đã là tên của bình diện siêu việt. Điều này giải thích tại sao người ta thường nói đến cái thuyết sáu chakra. Cái chakra thứ bảy là cái chakra bông sen ngàn cánh. Nó tạo cho chúng ta một cái nguồn thức trí trong đầu, trong bộ não chúng ta được tưới ánh sáng rồi, thì cái trí tuệ của chúng ta phát ra. Ở đây nói tóm lại là bảy cái chakra vừa xong thì chúng ta đã thấy con người chúng ta bị khô bộ não, mà cái Riya Yoga, cái Sishma Yoga, cái Chakra Yoga đều hoàn toàn mục đích là tưới bộ não là điểm chót. Còn đi vào trong thân thể từ cái xương cục đến bộ não, rồi từ ở trên đi xuống chưa đan điền, thì tất cả đó đều là để chuyển hóa cái năng lượng của chính mình trong cơ thể. Sau khi xong tu 45 năm yoga xong mới thấy, cũng như hồi tối này, khoảng từ 2 giờ tới ngày tới giờ này, bảy cha ra nó kết tụ lại ở trong cơ thể, nghe phịch 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 phịch, nghe ở trong cơ thể bằng cái bộ não mình nó nghe vậy, ánh sáng nguyên toàn cả thân thể người. Thành thử ra làm việc càng ngày càng tăng, cũng như từ đó giờ không có ngày nào mà giảng một ngày 2 buổi như vậy. Nhưng mà bây giờ trong gần 1 tháng nay giảng 1 ngày 2 buổi như vậy mà sức khỏe cũng vẫn bình thường. Như vậy thì thấy rõ cái chakra đó nó tạo cái nguồn năng lượng cho chính mình. Bởi vậy người ta tu, người ta phải điều thân điều tức cho nó xong mới tới điều tâm. Mà cái thân chưa xong đừng nói tới cái gì hết. Đừng nói ngồi gục lên gục xuống, ngồi gục lên gục xuống, mà đứng lên phát biểu rần rộ không có giá trị. Bởi vì bộ não nó đã khô rồi nên nó ngồi nó gục, không có tỉnh thức, tỉnh giác, trực giác được, thì làm sao mà nói. Nói đây là nói với người không biết, còn người đã có trải nghiệm cuộc đời tu tập, người ta đánh giá liền. Người ta nhìn cái tướng, ta nhìn cái gương mặt, ta nhìn cái âm thanh, ta nhìn cái lời nói, người ta đánh giá con người đó. Cũng như mình vô một cái nhà đó, mà vô đầu mình bước vô cửa, mình thấy họ để bộ salon, mình thấy để cái bàn, để thấy cái ghế, cách thức trang trí trong cái nhà đó, mình đánh giá được cái nhà đó, cái con người đó có trình độ hay không. Cái thứ hai nữa, con người ngồi kế bên mà cái trược khí nó tỏa ra trong con người, tỏa ra mình ở kế bên, mình biết con người đó có điều thân điều tức được hay không. Mà điều thân điều tức được không được thì nói gì giờ. Cái thân mình chưa xong mà mình nói cái tâm sao? Làm sao mình có trí tuệ để mình nói được? Bởi vì
Đối với sông mấy cái đó là cái chuyện bình thường, sông nhìn được hết tất cả. Tại vì trải nghiệm qua cuộc đời nhập thế, trải nghiệm qua cuộc đời hành cước từ miền Tây gần 10 năm lên Sài Gòn, rồi ra Hà Nội, lên Tây Nguyên đã đi hành cước, ra miền Trung hành cước xong biết hết. Xong ở Huế, Đà Nẵng cũng gần 3 năm. Xong biết hết tất cả những con người tu, mà những con người tu thiền, những người tu tịnh độ, những người tu mật tông như thế nào. Trải qua mình bằng hiện thực, mình học hỏi bằng hiện thực, chứ không phải mình học hỏi trên giấy tờ, không được. Bởi vậy, sống sau khi kết luận, năm 83 sông lên Đà Lạt, sông tự lập ra một cái lộ trình của chính mình là trồng lan, bán lan và lập ra một cái lộ trình tu học. Lên Đà Lạt, nhập thất 5 năm, đi học giảng sư 7 năm, đi học Ấn Độ 2 năm, cũng tiền bán lan. Bởi vậy, cái lộ trình của sông rất kinh nghiệm. Những người Phật tử tới đây, sông nhìn thấy cái tâm họ tới đây với mục đích gì. Có người đến cái viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga sinh học, học để làm gì, học mục đích gì, sông biết hết. Bởi vậy, vì chỗ đó qua cái trải nghiệm thăng trầm, qua cái trải nghiệm đối rách, qua trải nghiệm phát triển, học trò của sông bây giờ đâu có nói được. Xong rồi, sông cắt liền, sông có một lộ trình riêng như ngày hôm nay. Cắt liền, không lệ thuộc. Cái lộ trình này bất cứ người nào vào đây mà muốn học, xin hợp tác mà xong thấy không lệ thuộc thì xong cho, lệ thuộc thì xong cắt bỏ. Tới giờ phút này rồi, không còn lệ thuộc nữa. Để chứng minh hồi hôm hai đứa giảng, các vị đó nói lên cái hiểu biết, nói lên cái điều đó là xong biết rằng cái vị này chưa nắm được cái nguồn lực của kinh thủ Lăng Nghiêm, chưa nắm được cái nguồn lực của Hoa Nghiêm. Bởi vì kinh Hoa Nghiêm song lập một cái luận án tốt nghiệp giảng sư trung ương năm 98. Thành thử ra song nắm được, họ nắm không được cái nguồn lực đó, mà họ không biết điều thân, điều tức, điều tâm bằng cách nào. Rồi đến vị 51 làm gì, vị 52 làm gì, 53 làm gì. Nếu có người nào nắm được 6 cái lộ trình của cái phẩm nhập pháp giới kinh Hoa Nghiêm này thì hiểu được kinh Hoa Nghiêm từ đầu tới đuôi, còn khúc giữa là ứng dụng. Cái đầu là để lập một cái lộ trình, cái đuôi là kết luận. Vì vậy cái phẩm nhập pháp giới kinh Hoa Nghiêm phải nghiên cứu cho thật kỹ, là cái đầu 1, 2, Đức Vân Tỳ Kheo, Hải Vân Tỳ Kheo, Thiện Trụ Tỳ Kheo. Rồi đến vị 51, Ngài Di Lặc, Ngài Văn Thù và Ngài Phổ Hiền. Ba vị này biểu tượng cho cái gì? Mà ba vị này có mặt trong triết lý Buddha mục đích để làm gì? Mà Ngài Văn Thù làm gì? Ngài Di Lặc làm gì? Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền làm gì? Ngài Di Lặc là biểu tượng cho thức. Khi tới trình Ngài Di Lặc, Ngài thấy ông này chuyển được thành trí rồi, thì đưa qua bên Ngài Văn Thù là căn bản trí. Thì khi qua đã căn bản trí rồi, thì bây giờ phải ứng dụng, phải đưa ra đến Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền. Đại Hạnh Phổ Hiền kêu ông này phải trở ra đời lại. Đó, cái chỗ này là cái chỗ giống như Đức Phật đi trong 49 năm. Nên mới đưa lại cho Ca Diếp cái Niết Bàn Diệu Tâm. Niết Bàn là căn bản trí, diệu tâm là sai biệt trí.
cái lộ trình nó rõ như ban ngày, mà người ta nghiên cứu người ta phải biết. Còn sự sự vô ngại thì khi mà gặp Ngài Phổ Hiền thì ra đời nó là nó đi về cái trí định rồi. Đâu có định mà đâu có trí nữa. Mọi người, trong định nó có trí mà trong trí nó có định. Thành thử ra là sự sự vô ngại pháp giới. Mà sự sự vô ngại pháp giới thì làm việc gì cũng thành công hết. Làm cái gì cũng không trở ngại hết. Bởi vậy kinh Quan Nghiêm có bốn lộ trình: lý vô ngại pháp giới, sự vô ngại pháp giới và lý sự vô ngại pháp giới, rồi đến sự sự vô ngại pháp giới. Sự sự vô ngại pháp giới là nó đi về cái mặt trí định rồi. Là sống bằng như mọi con người, sống bằng như mọi hành giả khác, sống bằng như người xã hội, nhưng mà ở trong nó có cái trí định. Nên nó vào đời nó không bị chướng ngại một cái gì hết, nên nói là sự sự vô ngại pháp giới. Rồi nói tới Kim Cang Thừa. Trong Kim Cang Thừa, ở trên thế giới này không có ai giết Kim Cang Thừa. Ít có người giết Kim Cang Thừa. Xong giết Kim Cang Thừa năm 2008. Kim Cang Thừa là một cái dùng tổng trì hết tất cả. Nghĩa là Mật Thừa là tổng trì hết tất cả. Kim Cang Thừa lấy sự sự vô ngại là lấy tất cả phương tiện thế gian, được quyền sử dụng phương tiện thế gian hết tất cả, với mặt tiêu chí căn bản trí và sai biệt trí. Căn bản trí là tánh không, tánh không là tâm chân thật. Sai biệt trí là tình thương, tình thương là từ bi, từ bi là sai biệt trí. Hai cái đó ứng dụng ra. Còn cái tâm hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng là các con chuyển thức thành trí. Khi đã có trí tuệ rồi, nhưng mà chưa xong. Có trí tuệ là có trí tuệ ở trong cơ bản, nhưng ra ứng dụng thì phải có hai cái tâm. Tâm chân thật là Văn Thù, cái tình thương là Ngài Phổ Hiền. Vào lục đạo, trời người Atula, ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh, khi mình vào đời, khi mình nhập thế, mình phải vào, mình gia chạm lục đạo. Trời người Atula, ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh, có kẻ thì từ bi, có kẻ thì nghĩa là tình thương, có kẻ thì tàn nhẫn, có kẻ thì ác độc, mình gia chạm hết. Mà lúc đó thì mình phải có cái căn bản trí và cái sai biệt trí. Đó là Ngài Phổ Hiền cỡ con voi 6 ngà là vào lục đạo. Còn Ngài Văn Thù thì cỡ con sư tử là Chúa Sơn Lâm, là căn bản trí, cầm cái gươm trí tuệ. Các con phải hiểu cái mật giáo nói là như vậy. Còn Đại Nhật là biểu tượng cho cái chân tâm, phá được cái ngũ trược ác thế này, phá được cái ngũ quẩn này thì nó mới ra được. Mà muốn phá cái ngũ quẩn đó là mình phải sống chung với nó, là mình chuyển qua nó. Mà còn xuất gia cạo đầu mặc áo, trốn vô trong rừng, trốn lên núi cao này kia thì không phá được. Tại vì còn hơi thở là còn có nó. Mình phải sống chung với nó và mình phải chuyển hóa với nó. Kết luận lại, đó là cái bộ Kim Cang Thừa. Vì bộ Kim Cang Thừa có dùng cái dòng lực của Đà Ra Ni. Mà dòng lực của Đà Ra Ni là nó có một cái lực từ trong chân tâm đi ra. Nó thành ra cái tâm lực, trí lực và pháp lực. Đó là hôm nay xong kết lại là cái lộ trình của chakra. Mà những cái bộ chakra này đây là những bộ chakra để nó tạo Kim Cang Thừa. Bởi vì ở trong đó nó tạo ra cái nguồn năng lượng trong con người. Thì chúng ta phải biết, khi các con có nhân duyên đi vào được cái bộ chakra Kriya Yoga, Sisama Yoga, Chara Yoga, con mới thấy cái hạnh phúc của nó từ bên trong. Trong giấc ngủ nó cũng có hạnh phúc. Khi mà bây giờ cơ thể chúng ta ngày làm việc hơi nhiều, tối thiểu thì nó cung cấp lại. Bởi vì nó là cung cấp cái nguồn năng lượng, nó cung cấp lại. Bây giờ các con thấy cái nghi thức xong cũng rời,
pháp sao ông cũng rời, tướng của tam bảo sao ông cũng rời, còn sống bằng gì? Sống bằng cái chân tâm và diệu tâm ứng dụng trong cuộc sống này. Người tu mà rời được pháp, rời được tướng hết, rời được nghi thức hết, thì người tu đó như thế nào? Bởi vậy, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật có nói, cúng dường ba đời chư Phật không bằng cúng dường người vô tu vô chứng. Đó. Mà người vô tu vô chứng đã chứng mà không thấy mình chứng, tu không thấy mình tu mới thật là tu. Còn đắc pháp không thấy mình đắc pháp mới thật là đắc pháp. Còn đắc pháp thì mình nói cái này, mình nói cái kia, mình nói cái nọ, đó là còn tướng. Mà mình chỉ ứng dụng ra, người ta nhìn được cái ứng dụng mình, người ta đánh giá con người mình. Khi mình ứng dụng ra thành một sản phẩm gì, với điều kiện phải được cộng đồng công nhận. Con thấy ông làm hai doanh nghiệp, cây lan là làm hơn 20 năm, được cộng đồng công nhận cây lan, cái Sibium đầu xong làm 25, chỉ có một loại lan thôi là Sibium này là địa lan, là được cộng đồng công nhận. Đến cái điểm thứ hai nữa là cái Sâm Ngọc Linh được cộng đồng công nhận trao bằng sáng chế độc quyền. Hai cái sản phẩm đó là mình đánh giá con người của mình có làm được hay không, có giá trị hay không, là mình sẽ thấy. Rồi trên đường mình viết 43 bộ kinh, mình thấy là được cộng đồng công nhận. Năm 15, năm 14 xong cho miền Bắc 8.000 hộp, cho miền Nam 8.000 hộp. Như vậy mà người ta còn kiếm đi xin nữa. Như vậy từ tác phẩm, từ sản phẩm, từ hành động đều được công nhận, thì con người nó mới trở về là vô tu vô chứng chứ. Chứng mà mình không thấy mình chứng, mà tu mà không thấy mình tu. Bởi vậy cái chỗ đó mới là con người ăn thật, nói thật, phải làm thật. Mình ăn thật, mình nói không thật, rồi mình làm không thật, ai tin? Bởi vì một kiếp người phải dùng ba bước đi. Mình ăn thật, mình phải nói thật, và mình phải làm thật. Con người mới có giá trị trong xã hội. Mình làm doanh nghiệp, mình làm viên thuốc, mà mình làm giả dối, mình làm này kia, ai nói mình? Ai tin mình? Đó. Các con làm trong nhà máy, cái máy bị hư 2 lần, xong không cho đi ra, không cho đưa đi ra để làm lại. Mình làm thật, mình thấy nó không quan trọng, mình thấy nó bình thường. Tại vì cuộc sống này là mình mượn nó để mình ứng dụng, chứ không phải mình lấy nó để mình làm cú cánh. Cái cú cánh đây là cú cánh mình đạt được cái kỹ năng. Cái cú cánh đây là cú cánh mình đạt được cái trí tuệ. Cái cú cánh ở đây là cú cánh mình đạt được cái uy tín. Chứ không mình đạt, không phải mình đạt được cái sản phẩm không có chất lượng. Trên đời này ai cũng sai, cũng có sai. Mà khi sai mình nhìn nhận mình sai, mình dừng lại để mình sửa, thì chỗ đó máy hư mới dừng lại. Dừng lại 10 ngày nay để bữa nay là kỹ thuật nó từ Hà Nội nó vào nó sửa. Mình phải biết sửa, mình phải biết. Như vậy cái cuộc đời mình sống có giá trị. Mình nói xạo, mình làm sai, mà con người mình làm một việc đó mà cả năm nay vẫn còn sai, thì cái đầu của con người đó không có giá trị. Con người đó không thể đi với lộ trình của Đại Thừa Phật Giáo được. Bởi vì sai 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần phải sửa. Mà sai rồi không sửa. Bởi vì tại sao? Con người đó không có tập trung, không có một cái kỹ năng sống. Sai hoài, làm mất uy tín. Ai không sai? Sai phải sửa. 1 lần sửa, 2 lần sửa, 3 lần sửa. Mà sửa hoài, cả chục lần nay vẫn còn sai, thì người đó sai không được. Tại sao? Người đó không có tập trung, người đó không có một cái tâm nhẫn nhục,
Người đó không có cái tâm hy sinh, người đó không có tâm chân thật. Bây giờ cái gì nói nữa vậy? Bây giờ mình làm sao mình nói cho người ta nghe, mình chứng minh việc làm. Mình nói người ta mới nghe chứ. Còn mình không chứng minh được việc làm sao mình nói người ta nghe? Ở đây cả năm trời mà không làm được việc gì thành công hết thì người đó như thế nào? Từ cái chuyện nhỏ nhất cũng không thành công. Vậy là con người có mặt trần gian để làm gì? Mình làm cái gì cũng không được hết. Rồi mình dùng cái miệng xạo để mình nói tới, nói lui, nói xuôi, nói ngược, bào chữa cái sai của mình, bào chữa cái ngu của mình, bào chữa cái xạo của mình. Như vậy thì con người đó có giá trị. Đã sai rồi, không nhìn nhận cái sai. Mà rồi nói sai, à nói dạ con sai rồi. Mà nhưng mà nói thật hay nói giả? Nói để cho qua chuyện hay là nói tự mình thấy để sửa? Cái đó nó khác. Mình nói lên mình đã sai, mà cái câu này mình nói ra rồi, mình để mình sửa hay là mình nói để cho nó qua, để nó qua chuyện là khác. Một con người có mặt xã hội này, đối nhân xử thế này nó khó. Bởi vậy mà con người nhập thế là con người phải trải nghiệm, đem cái triết lý của Buddha ra vào đời. Mà nếu chúng ta không học mà không nhập thế bằng sự chân thật và tình thương thì chúng ta có lỗi, lỗi với tổ của chúng ta và lỗi với cộng đồng. Thứ nhất là lỗi với người dạy mình, thứ hai là lỗi với người nghe. Mình dùng lời xạo, mình gạt người ta là mình có lỗi, lỗi với người nghe. Mà thầy mình đâu có dạy, tổ mình đâu có dạy như vậy, mà chính mình đặt ra là mình sai. Bởi vậy, một con người khi mà đã có những cái mâu thuẫn, có những cái xảo trá, có những cái mà cái tôi nó lớn lên là bị đập ngay. Bị đập ngay. Tại vì cái đó không thể giấu được những người có trí tuệ. Người có trí tuệ đã trải nghiệm qua quá nhiều cuộc sống, trải nghiệm qua quá nhiều cái sự tu tập, trải nghiệm qua quá nhiều cái vấn đề ứng dụng. Cũng như kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Quan Nghiêm, kinh Kim Cang Thừa, xong đã nghiên cứu rất sâu, rút ra được ra những yếu chỉ là tánh không và từ bi. Mà tánh không từ bi xong đổi từ là chân thật và tình thương. Cũng như Bát Nhã, Đức Phật thuyết 22 năm mà Long Thọ rút ngài còn 1000 nguyện, Kumara Thập rút lại còn 100 nguyện, bây giờ xong rút lại còn 5 bước. Kim Cang Thừa nó có Bát Nhã, trong đó nó có Lăng Già, ứng dụng mà, tôn thắng Bát Nhã mà. Những người nào lỗi vào Di Thức Luận, những người nào lỗi vào Bát Nhã, lỗi vào từng giảng Bát Nhã, từng viết Bát Nhã, từng hành Bát Nhã rồi mới rút được ra. Mà rồi Bát Nhã không cũng chưa xong, người nào từng hành Lăng Già, từng hành viết ra được Lăng Già, từng giảng Lăng Già, từng ứng dụng Lăng Già mới kết hợp lại. Còn Di Thức Luận, những người đó phải hiểu cái sai biệt, phải hiểu tám thức đó mục đích để làm gì, tại sao đưa thiền quán Du Già, mục đích để làm gì, để chuyển năm thức đầu để làm gì, khi ý thức và cái mặt na thức là cái a lợi gia thức để làm gì. Cái người đó muốn rút lại, muốn chuyển hóa lại là phải lội trong đó mới hiểu được và ứng dụng. Mà tất cả những bộ kinh Lăng Già, Bát Nhã, Quan Nghiêm, Lăng Nghiêm, Pháp Hoa lỗi rồi, rút ra thành năm bước đó. Cái người đó mà rút lại, chuyển hóa lại cái lộ trình đó mà không đúng thì có tội với Tam Bảo, có tội với Thích Ca Mâu Ni. Ngài mới nói rằng trong 49 năm ta không thuyết pháp một lời nào. Con có quyền rút lại, con có quyền sửa lại, con có quyền ứng dụng lại, nhưng mà đừng sai nguyên tắc. Chứ con không phải là con lấy lời ta mà con nói lại cho cộng đồng, không phải. Con có quyền sửa lại. 2557 năm tới hôm nay nó khác. Bởi vì mình đã hiểu Ngài rất nhiều. Ngài dùng tất cả phương tiện của Bà La Môn giáo để Ngài đạt được một cái triết lý Buddha để lại cho nhân loại. Mình có quyền dùng những phương tiện gì mà mục đích làm sao mà mình đừng lìa cái triết lý của Ngài.
Cái đó mới là gọi là căn bản. Còn mình lấy cái phương tiện mà cách đây 2557 năm mà mình nói lại là sai. Bởi vì y văn diễn nghĩa tam thế Phật quang, mình y cái văn đó mình diễn nghĩa lại là mình sai. Ly kinh diễn nghĩa đồng ma thuyết, mà bây giờ mình viết một bộ kinh mà mình bỏ cái ý của cái bộ, cái gốc của ngài là ma thuyết. Bởi vì ngài mất đi hơn 60 năm, ngài để lại một cái cốt lõi, mình phải lấy cốt lõi đó mình làm chuẩn. Có người chưa lội vào Đại Thừa, chưa lội vào Nikaya, chưa lội vào A Hàm. Trong A Hàm nó có 5 quyển giải thâm mật và 4 bộ A Hàm. Kinh A Hàm là cái kinh trung gian chuyển từ Nikaya qua Đại Thừa. Mà chưa lội vào, chưa hiểu ý Như Lai muốn làm gì. Mà chưa lội vào cái Nikaya là chưa hiểu cái căn bản từ là sơ thiền đến diệt tận định. Chưa lội vào thì không hiểu được. Mà chưa lội vào thì làm sao dám luận kinh? Làm sao dám viết chữ khai thị? Khai là nói ra thị. Cuộc đời Thích Ca Mâu Ni chỉ có dùng cái chữ khai thị là trong kinh Pháp Hoa. Khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Chứ không ai từ 33 vị tổ, từ tổ mà Ca Diếp xuống cho tới lục tổ Huệ Năng thì không có ai dùng cái chữ khai thị được. Khai là nói ra, thị là chỉ những người chứng đắc mới dám nói khai thị. Có người đã có trải nghiệm qua rồi mới nói chữ khai thị. Mà cái chân lý để lại nó có 3 cấp: kinh, luật, luận. Kinh thì do Như Lai thuyết, luật thì do Như Lai đặt ra, luận thì các tổ. Người thường không để chữ luận được. Mà chỉ có Đức Phật mới để chữ khai thị. Trong kinh Pháp Hoa là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Chứ còn kinh nào cũng không để chữ khai thị. Phật tri, cái chỗ đó nói ra một cái lộ trình, một cái bản đồ để thể nhập cái tri kiến Phật là cái chân tâm. Không có ai nói ra, không ai dám để khai thị. Tu chứng mới dám nói chữ khai thị, chứng đắc mới dám nói khai thị. Tại sao giờ chót có 5 bước đi: Nikaya, Phương Đẳng, Bát Nhã, Pháp Hoa và Niết Bàn. Giờ chót là tới cái điểm thứ 4 Đức Phật mới dùng cái chữ khai thị ngộ nhập. Ngộ phải nhập Phật tri kiến. Phật tri kiến là chân tâm. Phải ngộ rồi phải nhập, phải ứng dụng ra. Đó là hôm nay xong giảng cái này về mặt lý để cho các con hiểu. Chứ đâu phải dễ. Bởi vì luận là của các tổ, 33 vị tổ là luận ra. Như lục tổ Huệ Năng là đệ tử viết lại cái cuốn Pháp Bửu Đàng Kinh. Mà thời Đức Phật ngài đâu có viết kinh, ngài A Nan kết tập rồi sau các tổ mới làm đại kinh luật luận để cho các con biết. Bởi vì những luận tại sao để chót là để cho những tổ có kinh nghiệm trải qua nhập thế, kinh nghiệm ứng dụng, kinh nghiệm vào đời, kinh nghiệm nghiên cứu, kinh nghiệm tu tập mới dùng cái chữ luận được. Còn sao y bản chánh thì không được. Tóm lược lại phương pháp yoga, đây là một hệ thống phương pháp yoga điều thân và điều tức cho một hành giả tu theo mật tông trên phương diện thiền định. Xuyên qua giáo lý yoga, Raya yoga là sự tổng hợp của 3 phương pháp trên, là pháp môn cao hơn hết. Nòng cốt là phần kinh điển của ngài Pantaji diễn tả sau khi nghiên cứu và thực hành, nhận thấy đây là một giáo lý hy hữu. Tổng hợp của 3 pháp môn yoga trên, tức là Kriya Yoga, Sisava Yoga, Chakra Yoga, dù hoàn thiện đến mấy cũng chỉ là điều thân và điều tức nhằm giúp cho người hành giả trở về được với vô sư trí, hay là căn bản trí, cũng là chân tâm mà của chính mình. Các vị thầy trải nghiệm thành tựu được các pháp yoga này
có thể tổng hợp để kết hợp cùng với ba pháp môn yoga trên hòa chung trong cơ thể, tiết kiệm thời gian làm phương tiện thù thắng để giúp cho hành giả có sức khỏe nội lực nhanh hơn nữa và để ứng dụng vào cuộc sống và việc làm trong một lộ trình nhập thế làm lợi lạc cho cộng đồng. Đó. Hồi xưa sông ở dưới núi Cấm, sông mất đi, đi vào ở dưới núi Cấm, đi vào Kriya Yoga, Sishama Yoga gần 3 năm. Rồi thời gian sau lặn lội đi tìm được cái chakra, rồi nhập thất thêm 2 năm nữa, 5 năm. Bây giờ sông không cần như vậy. Tại sao? Tại hồi đó không có một đạo sư tự mình tìm mò, rồi tự mình hành dụng, rồi tự mình ứng dụng, thành thử khi nào có kết quả rồi mình mới nói ra. Còn bây giờ qua mấy mươi năm, cũng cách đây 3 năm, song hành lại ba pháp môn Kriya Yoga, Sishama Yoga, Chakra Yoga, không cần phải thời gian đó nữa. Vì cái năng lực của chính mình, của một đạo sư, nó có kết quả từ giúp cho người hành giả mà muốn đi về cái yoga đó phải giúp cho hết 70% lần. Cái người đạo sư đó chịu trách nhiệm 70%, tại vì họ dùng cái tâm lực để họ khai thông trước, để cho người hành giả đó, cho người đệ tử là chỉ theo đó mà ứng dụng mà thôi. Cũng như cái cống nó nghẹt, phải có người thợ khai thông cái cống rồi thì cái đường nước nó mới tự động, nó mới chảy được. Đó, hôm nay kết luận lại, nghĩa là cái phương pháp chakra Sishama Yoga ở đây nói là như vậy. Thành thử ra hôm nay Song đồng ý đưa bộ chakra này lên cho cộng đồng. Từ đó giờ Song chưa cho, hôm nay Song mới cho, đưa ra, đưa trên mạng cho người ta biết rằng ở Việt Nam có những đạo sư yoga như vậy, chứ phải là không có. Cái bộ yoga này, Kriya Yoga, Sishama Yoga, Chakra Yoga, trên thế giới ít có người tu tập. Bởi vì nó là đi vào cái thiền quán du già cần nhất. Nó sống bằng nội tâm. Tại sao thường hằng trở về chính mình? Bởi vì những cái dòng pháp đó nó quay ở trong con người mình, bắt buộc mình phải quay trở vào để mình lắng nghe, để mình nhìn thấy. Cái đó để nó khai thị cái chân tâm. Nó khai thị thôi nha. Nó khai thị được cái chân tâm. Tại vì nó quay bên trong là mình phải quay trở vô để mình nghe nó, để mình thấy nó có cái gì trong cơ thể mình, nó có di động. Luôn luôn ngủ cũng vậy. Nó đang quay phải giật mình vậy để mình lắng nghe. Mình nằm hoặc mình ngồi đó để mình lắng nghe coi nó quay bên trong. Rồi nó tạo nguồn lực nóng, hai nguồn lực lửa, hai nguồn lực, cái nguồn lực nước. Khi cái nguồn lực nước nó tràn lên cái miệng mình, khi cái nguồn lực gió thì trong cơ thể mình nó lạnh. Mình tự biết nó hết tất cả. Bởi vậy cái yoga này nếu mà xong chết đi rồi không truyền thừa lại cho các con được thì là uổng cho đất nước này. Đó là hôm nay xong kết luận là cái bộ chakra mà xong tu yoga 45 năm qua để cho các con biết.